Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần bên Trái Cây Quý Mộc. Đây, giới thiệu với các bạn đây là vườn măng cụt ở nhà mình ở Bình Dương. Đây các bạn nhìn thấy hôm nay là 28 tháng 3 rồi, quả măng cụt nó đã to như thế này nè. Đây. Đấy, quả măng cụt to ghê không các bạn nhìn thấy, thấy cưng ghê không? Nè, cưng quá ha. Một số bạn thì hay hỏi mình là vậy là mùa măng cụt là khi nào măng cụt chín. Thì các bạn biết không, măng cụt là một loại trái cây rất là thơm ngon, bổ dưỡng, được rất là nhiều người yêu thích vì cái hương vị của nó và cái nhiều cái chất dinh dưỡng mà nó mang lại cho sức khỏe, nên là nhiều người rất là chờ mong để được ăn cái quả măng cụt. Với lại cái que măng cụt á, thì mỗi năm cái măng cụt á thì mỗi năm nó chỉ có một mùa vào tháng và mùa hè, thường thường là tháng 4 thì măng cụt sẽ cuối tháng 4 thì măng cụt bắt đầu lên chín, thành ra là cái mùa măng cụt là khoảng tháng 4 kéo dài đến tháng 6. Thì tùy theo mỗi năm thì có thể nó chín sớm hay chín muộn một chút nha các bạn. Thì để các bạn biết là cái mùa măng cụt nó sẽ rơi vào cái khoảng tầm đó để các bạn chọn mua cho gia đình mình quả măng cụt thật ngon nha. Các bạn nhớ là măng cụt là loại siêu trái cây, hay người ta còn gọi là nó là nữ hoàng trái cây. Các bạn biết sao, ngày xưa là nữ hoàng Victoria đã hứa là nếu mà ai đem được, hứa là sẽ phong tước hiệp sĩ cho những ai mà mang về cho bà cái quả măng cụt. Cho nên bà rất thích ăn cái quả măng cụt, nhưng mà cái thời đó xa xôi cũng đâu thể nào mà mang về được, cho nên bà mới hứa sẽ phong tặng hiệp sĩ cho những ai mà mang về cho bà được cái quả măng cụt đó các bạn ha. Thì đây là, cho nên là sau này thì cái quả măng cụt này được rất là nhiều người ở bên châu Âu với châu Mỹ họ rất là yêu thích cái quả này và đặt cho tên là vì bà Victoria thích nên đặt tên là nữ hoàng trái cây các bạn. Các bạn nhớ là mùa của măng cụt là mùa hè ha, từ tháng 4, tháng 6. Có thể là kéo dài qua tháng 7, nhưng mà tháng 7 khi trời mưa thì nó sẽ không còn ngon nữa. Rồi, mình cảm ơn các bạn nha, mình là bên Quý Mộc. Bạn nào cần liên hệ với mình qua số điện thoại 091 9977098. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha, chào tạm biệt.